Đây sẽ là một cái video tiếp tục cái video 699 liên quan tới làm sao để mà stake đồng Tron token Chúng ta đã làm cái việc đó trong cái video 699 và trong cái video này Thuận sẽ chỉ các bạn làm sao để mà lấy cái đồng sinh token sau khi mà các bạn đã hoàn thành staking Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì cái tay hai tuần thường có làm một cái video đó chính là cái video 699 làm sao để lấy cái sun token bằng cách là stacking đồng tron đồng tx thì như bạn có nói biết là đồng tron là một cái đồng mà thường không có lưu trữ cũng không có đầu tư nhưng mà thường làm những cái video này chủ yếu là để hướng dẫn các bạn tại vì có rất nhiều bạn quan tâm đến dự án Tron này cho nên thường cũng làm một cái video để mà chia sẻ với các bạn Thì các bạn thấy là chúng ta đã stick cái đồng Tron vào cái video cách đây 2 tuần 699 Thì bây giờ thường sẽ chỉ các bạn làm sao để mà lấy đồng Tron trở về ví của mình Thì trước hết các bạn phải vào ở trang web là sun.io Thì các bạn thấy là trên thị trường bây giờ có rất là nhiều những cái trang web giả mạo Cho nên các bạn cần phải chắc chắn là các bạn sử dụng một trang web chính thức thì một trong những cách mà các bạn có thể chắc chắn được là các bạn đi vào những cái trang web truyền thống như là các bạn thấy được là cái tweet của Justin Sun chúng ta có thể vào cái trang medium.com thì các bạn thấy được là medium.com của John Foundation thì có để chỉ có hai trang web là chính thức đó chính là sun.market và sun.io thì chúng ta đang ở trên màn hình đây chính là sun.io thì điều mà chúng ta cần làm là chúng ta phải connect cái wallet của chúng ta có nghĩa thì các bạn cần phải kết nối cái ví của các bạn và các bạn sẽ kết nối với cái ví là Tronlink. Thì bây giờ thuận sẽ kết nối với cái ví Tronlink nhưng mà trước hết thuận phải để cái mật mã của Tronlink vào trong cái ví này. Sau khi mà kết nối rồi thì các bạn thấy được là cái màn hình sẽ hiện lên cái ví của các bạn và các bạn thấy được là cái ví Tronlink của các bạn đã được kết nối và thuận đang sử dụng là cái ví chưa lệnh cho kết nối với lại cái ví Tronlink nhưng mà nào mà không biết làm sao để mà tải và sử dụng cái ví tròn link thì thường có để một số những thông tin ở cái video 699 để giải thích về cái vấn đề này. Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn ở phần dưới của cái trang web này các bạn thấy được là có một cái mục đó chính là cái mục Genesis Mining. Bây giờ thì đã kết thúc cái mục này là dành cho những mà nào mà đã cung cấp cái đồng Tron, staking đồng Tron trong vòng 2 tuần qua thì các bạn thấy là thường làm một cuộc thử nghiệm để vào tổng cộng là 4.300 đồng Tron và đã nhận được tổng cộng là 0,609 609 đồng Sun Token. Thì bây giờ điều thường cần làm kế tiếp đó chính là unlock cái số lượng này để mà lấy trở về cái ví của mình Bây giờ thường bấm vào unlock thì các bạn thấy được là bây giờ là thường cần phải accept sau đó là tại vì thường dùng cái ví chữ lạnh cho nên thường cần phải dùng cái ví chữ lạnh uh, cho Trezor của mình để mà làm một số thao tác trên cái ví Để mà mở cái ứng dụng Tron trên cái ví của mình Sau đó thường bấm accept là một lần nữa Các bạn thấy là thường gặp một số những cái vấn đề Đây là một cái lỗi mà thường đã nhận được khi mà thường sử dụng cái ví Trezor của mình để mà unlock cái token này Thì khi mà các bạn gặp cái lỗi đó tại vì các bạn cần phải dùng cái ví chủ lạnh Trezor của các bạn Sau đó các bạn đi vào cái ứng dụng Tron Các bạn bấm hai nút để mà đi vào cái ứng dụng này ở trên cái ví Ledger Sau đó thì các bạn cần phải thấy được là các bạn đi qua bên phải cho đến khi các bạn nhìn thấy Settings khi mà mình hay Settings rồi thì các bạn bấm hai nút để mà vào settings thì các bạn thấy được là tất cả những cái phần setting này các bạn cần phải bấm hai nút để mà allow khi mà các bạn bấm hai nút rồi thì sẽ có chữ allow nó hiện lên các bạn cứ bấm qua bên tay phải và bấm hai nút để mà allow rồi kế tiếp các bạn bấm hai nút để mà allow side by hash sau đó là các bạn bấm hai nút khi mà các bạn thấy cái chữ go back sau đó chúng ta sẽ trở lên trên trang web của sun.io bây giờ thường trở lại cái trang web sun.io bây giờ thường bấm vào unlock thì các bạn thấy được là khi bấm vào unlock thì thường bấm vào Accept thì các bạn sẽ thấy được là trên màn hình sẽ hiện lên là Review Contract thường cứ bấm vào cái nút bên tay phải cho đến khi nào mà thuận thấy cái chữ là sai transaction ký cái transaction này bấm hai cái và sau đó các bạn thấy được là chúng ta bây giờ sẽ chờ và các bạn thấy được là chúng ta đã thành công bây giờ là cái transaction submitted có nghĩa là cái giao dịch đã được đăng lên trên Tron Scan thì chúng ta bấm vào view trên Tron Scan thì các bạn đã thấy được là cái status của cái giao dịch này bây giờ là như thế nào? Thì các bạn thấy được là bây giờ uh, vẫn còn trong cái trường hợp là unconfirmed có nghĩa là chưa được xác nhận nhưng mà đã success có nghĩa là các bạn đã hoàn thành cái giao dịch Bây giờ chờ mạng lưới chắc xác nhận mà thôi và quan hệ là mới đây thì mạng lưới đã xác nhận bây giờ đã confirm thì khi mà chúng ta trở lại cái ví của cái uh, Tron Link thì các bạn thấy được là khi chúng ta đi vào cái ví của Tronlink thì các bạn sẽ thấy được là trên đây sẽ có cái đồng xanh token là 0,609 đồng xanh mà chúng ta mới vừa claim xong Các bạn thấy là đáng giá là khoảng 10 đô thì tại vì các bạn cũng đã thấy là cái số lượng đồng Tron thường có thì rất là ít tại vì thường chỉ lấy một số đồng tượng trưng để mà chia sẻ với các bạn tại vì đồng Tron không phải là một cái đồng mà thường đầu tư lâu dài nhưng mà thường biết là có rất nhiều bạn rất là yêu thích cái dự án Tron này cho nên mỗi người thì sẽ có một ý kiến. Đối với thuận thì thuận lựa chọn là Ethereum vẫn là cái lựa chọn hàng đầu của thuận khi mà chúng ta nói tới một cái nền tảng hợp đồng thông minh chứ không phải là đồng tròn đồng TRS. Và các bạn thấy được là đồng tròn thì bây giờ muốn làm một cái hệ thống Tương tự như là cái hệ thống DeFi của Ethereum, cái mình thấy được bây giờ có những cái đồng liquidity pool như là SunTron Các bạn thấy được là bây giờ là cái APY nghĩa là cái lợi nhuận hàng năm ở thời điểm này đã lên tới 466% Hay là chúng ta nhìn vào những cái pool khác như là cái pool của TST uh, với lại Tron, các bạn thấy được là cái pool này khi mà các bạn cung cấp cái tính thanh khoản thì lợi nhuận có thể lên tới là 454%, USDT tron thì lên tới 135% vân vân. Thì thuận thì không có tham gia vào những cái liquidity pool này để mà cung cấp tính thanh khoản để mà được cái phần trăm lợi nhuận. Nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm tại vì các bạn vẫn có thể có được đồng sân nếu như các bạn tham gia vào cái TX pool này để mà lấy thêm đồng sân thì các bạn vẫn còn có cái cơ hội đó nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu và muốn thuận chia sẻ thì thuận sẽ mua thêm một số những đồng Tron để mà chia sẻ với các bạn các bạn hãy để lại cái comment ở phía dưới video này thì bây giờ chúng ta hãy quay comment để coi các bạn nào sẽ may mắn trúng thưởng 100 đồng USDT từ sàn Napex và những bạn nào mà muốn tham gia thì có thể để lại comment ở phía dưới cái video này các bạn chỉ cần để lại cái UAD của sàn Napex của các bạn các bạn có thể lấy cái UAD bằng cách là các bạn tham gia vào sàn Napex thông qua liên thuận Capital sau đó bấm vào account chương 1 và các bạn sẽ thấy được là cái UID của mình là cái UID và có một số con số theo sau các bạn chỉ cần để lại cái comment của mình với cái UID thì sẽ có cơ hội trúng thưởng đây sẽ là cái bạn trúng thưởng lần thứ tư khi mà thường quay trong cái video à, của những bạn nào để lại comment của video 717 này Những bạn nào mà để lại comment trong video ngày hôm nay Sẽ là bạn thứ năm Được mang trúng thưởng và tổng cộng sẽ có 10 bạn trong 10 video khác nhau những video nào của chúng thưởng thường sẽ nói với các bạn ở trong cái video đó trên các bạn hãy tiếp tục theo dõi thì chúng ta hãy trước hết là lấy cái URL của cái video này chúng ta lấy cái URL này chúng ta đi vào trang web commonpicker.com thì chúng ta để cái URL của cái video đó vào sau đó bấm gạch YouTube comment thì cái phần này sẽ tốn một thời gian tại vì uh, YouTube cần phải lấy hết những cái comment bạn thấy được tổng cộng là có 315 bạn đã comment ở phía dưới cái video 717 này thì thuận rất cảm ơn những bạn nào mà đã để lại comment và thuận thì nhiều khi không có thời gian để mà trả lời hết từng comment một nhưng mà thuận có thể nói với các bạn là tất cả những comment thuận đều đã đọc thì chúng ta bây giờ hãy bấm vào cái nút star để cho cái trang bấm này chọn một comment đã trúng thưởng thì chúng ta bấm vào star và bây giờ chúng ta hãy coi các bạn nào sẽ là bạn may mắn được chọn và bạn mà được chọn đó chính là bạn Bình Ngô với comment là nhất định kiếm được 100 đồng USDT UID 10590796 là chúc mừng mà Bình Ngô đã trúng được 100 đồng USDT thuận sẽ nhắn tin Starbucks để mà gửi 100 đồng USDT vào chương mục Starbucks của bạn Và những bạn nào mà đã trúng trước đây thì hai bạn trúng đầu tiên thì Starbucks sẽ thông báo là đã gửi đồng USDT vào chương mục của những bạn nào đã trúng trong đợt 1 và đợt 2 Nếu các bạn đã nhận được cái số tiền từ năm rồi thì hãy comment ở phía dưới để thông biết là các bạn đã nhận được tiền các bạn mà trúng trong cái đợt thứ ba mà thuận quay cái đây khoảng chừng là hai ngày thì trong vòng thời gian sớm nhất khoảng chừng là một hai ngày nữa cũng sẽ nhận được cái số tiền đến từ sàn NAPX và đương nhiên bạn mình ngô chúng hôm nay thì phải chờ thêm vài ngày nữa thì sàn NAPX mới thống kê và gửi vào chương mục của bạn được và như bạn có đã biết là từ đây cho đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2020 thì có nghĩa là còn khoảng chừng 2 ngày nữa nếu như mà các bạn đăng ký chương mục Snap thông qua link của Thuận Capital các bạn sẽ được nhận 1.000 điểm Snap nếu như mà những bạn nào mà đã đăng ký rồi trước đây dưới link của Thuận Capital mà nạp 50 đồng USDT trở lên thì các bạn cũng sẽ nhận được 1.000 điểm Snap có nghĩa là một bạn nào mà mới tham gia và nạp 50 đồng USDT trở lên thì sẽ nhận tất cả là 2.000 điểm Snap mà nhiều bạn hỏi thuận là đã đăng ký rồi nhưng mà vẫn chưa nhận được tại vì chúng ta cần phải chờ cho đến khi nào mà cái chương trình ưu đãi này hết hạn có nghĩa là sau ngày 28 tây tháng 9 thì các bạn trong vòng một tuần sẽ nhận được cái số đồng Star Point mà đã được hứa bởi sàn NAPX và tất cả những cái thông tin sẽ nằm ở phía dưới có cái link ở phía dưới video này và sàn NAPX cũng sắp sửa tổ chức một cái cuộc thi World Trading SnapX năm 2020 và các bạn nào mà hứng thú thì cái link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này cuộc thi đấu này sẽ bắt đầu từ ngày 29 tây tháng 9 cho đến ngày 13 tháng 10 của ngày là sẽ tổ chức trong vòng 2 tuần bắt đầu từ ngày 29 tháng 9 thì các bạn hãy tham gia nếu như các bạn có thú để mà cùng đội của Thuận Capital trong cuộc thi đấu này thì bạn thấy được là có rất nhiều bạn đã ủng hộ bây giờ team của Thuận Capital có tổng cộng là 123 member đã tham gia và cuộc đấu thì chưa bắt đầu nhưng mà chúng ta chỉ tính cái số lượng người tham gia thì đội của Thuận Capital là đứng hạng thứ ba ở trong bảng danh sách xếp hạng này nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu thì hãy bấm vào cái link ở phía dưới và thùng rất cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ thuận capital và tham gia đăng ký cũng như là tham gia vào cuộc thi đấu này thì ngoài trừ là sàn nftexa thì ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy cái link sẽ dẫn các bạn đến một cái trang này sẽ là những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital như là ưu đãi của sàn binance giảm 20%, ưu đãi của sàn margin bybit, sàn coinbase, sàn mitano và ứng dụng blockfi. đương nhiên tham gia vào trading crypto thì có cái nguy hiểm rất là cao. Và rủi ro cũng rất là cao, cho nên không phù hợp với những bài nào mà không chấp nhận nguy hiểm và rủi ro cao nhất là những bài nào mà tham gia vào trading margin thì rủi ro lại càng cao hơn, cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào trading crypto và các bạn cũng đã biết là thuận là một người mà chỉ thích đầu tư dài hạn và trung bình giá mà thôi và đây là những cái thông tin mà thuận mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn.